công bằng rồi. Cứ người ta thiếu mình là nhớ đòi, mà thiếu người ta không nhớ trả, đúng không? Tôi nói đúng không? Cái gì nó vừa phải đó chứ. Phải vậy thôi à. Ví dụ như chị chết cái kiểu này là tôi nói thiệt không á, dạ. Bây giờ tôi không để rồi. À. Không. Hả? Chết rồi. Đúng không anh? Không để không? Khi thiếu nợ người ta không chịu trả, mà cái gì đó? Cái gì kỳ hoài à? Chẳng thắc mắc anh cứ khiên lỏng về nhà anh đi. Cái gì kỳ? Ngồi vậy rồi. Cái gì ngồi vậy? Ngồi vậy rồi. Thế là tôi nói nghe là có cái vụ tiền không mà chả thắc mắc. Đó bây giờ thắc mắc cũng cứ khiên anh về nhà trả, đúng không? Tôi nói. Nãy là tôi tới anh thiếu nợ tôi cũng biếu cho anh. Còn có dư bao nhiêu ông trả tôi không trả thôi chứ đâu có đòi đâu. Không không không, tôi trả nợ đàng hoàng 50 quan tôi mới đưa cho chị rồi. Mà có gì mình hiểu lên chứ còn cái sao mình bình thường. Trời ơi mấy người nói cái gì kỳ cục vậy. Trời ơi trời, sắp luôn rồi. Trời ơi. Mình chết rồi mà. Trời ơi, cô nói gì kỳ cục vậy, mình đầu não. Tôi có chết hồi nào đâu. Tôi chỉ mới vừa ngủ thiếp đi thôi. Ngủ? Không chết hả? Mình còn sống. Tôi mới ngủ rồi, tôi mới dậy thôi con. Gì mà ai sống ai chết, còn nhà này là nhà của ai? Em là vợ mình nè. Nè nè nè, đừng có nói giỡn nha. Trời ơi, không chết, trời ơi, mình còn sống. Nè, con làm gì kỳ cục vậy, con hả? Em không buông ra em không? Trời ơi, mau buông ra ta về biết bao giờ. Tình vợ con tao không lấy thẹn thùng. Ai đã chết mà bài quan bài cất, bài hương khói còn khóc than thảm thiết. Nhà này là nhà của ai, con không đùa, đây là ở nơi nào? Xưng là thành thất, khi mình hiểu rõ ra thì đó là
tiên cầu bé thích. Đúng không? Còn ông là nghĩa quân xưa kia của Đức Quận Công, đã bị thương vào vai phải. Tới bây giờ trái gió trở trời vẫn còn đau nhức, có đúng vậy không? Tôi làm sao tôi quên được. Trời ơi, đúng rồi, đúng là ông Trương Ba đây rồi. Giọng nói là ông Trương Ba rồi. Tôi đây. Ông còn sống nữa phải không? Thôi. Get out!